Chào mừng các em đến với kênh giáo dục và đào tạo Quận Cẩm Lệ. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hoàng Thị Tiểu Mai, giáo viên trường tiểu học Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Cô rất vui khi được hướng dẫn tất cả các em học toán ngày hôm nay. Cô mong trong quá trình học tập, các em thật nghiêm túc, lắng nghe và thực hành theo yêu cầu của cô để bài học đạt được hiệu quả cao nhất. Trước tiên, các em hãy chọn cho mình một chỗ ngồi thật ngay ngắn, thoải mái, nơi có đủ ánh sáng để việc tiếp xúc với máy tính, điện thoại an toàn cho mắt. Sau đó, các em hãy lấy sẵn sách giáo khoa toán 3, trang 121, vở nháp, bút. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu bài học nhé! Sau khi học xong bài này, các em bước đầu làm quen với chữ số La Mã, nhận biết được các chữ số La Mã từ 1 đến 12, số 20, 21. Từ đó, các em có thể đọc, viết được các chữ số La Mã trên mặt đồng hồ, đọc được thế kỷ, vân vân. Qua đó, rèn cho các em sự tập trung, chú ý và lòng yêu thích học toán. Bài học ngày hôm nay có cấu trúc 3 phần. Phần 1, khởi động. Phần 2, bài mới. Ở trong phần này, cô chia làm 2 hoạt động. Hoạt động 1, làm quen với chữ số La Mã. Hoạt động 2, thực hành kỹ năng. Phần 3, củng cố. Nào, chúng ta hãy khởi động qua một trò chơi nhé. Các em có thích không nào? Trò chơi của cô mang tên đào vàng. Nhiệm vụ của các em là giúp bác thợ đào thật nhiều vàng bằng cách trả lời đúng các câu hỏi mà cô đưa ra. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé! Chúng ta hãy giúp bác thợ đào thật nhiều vàng nào! Câu 1. Tính nhẩm 6.000 chia 3 bằng bao nhiêu? Cô chúc mừng các em có đáp án B. Câu 2. Trong phép nhân muốn tìm thừa số chưa biết, ta làm thế nào? A. Trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. B. Trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích nhân thừa số đã biết. Thời gian bắt đầu. Cô chia buồn với các em có đáp án B và chúc mừng các em có đáp án là A. Câu 3. Bài tìm x sau thực hiện đúng hay sai? Hết giờ rồi. Cô xin chúc mừng các em có đáp án là B. Như vậy, cô chúc mừng các em đã có câu trả lời chính xác cả 3 câu. Các em đã giúp bác thờ đào được nhiều vàng đấy. Những em trả lời chưa đúng cả 3 câu này, các em đừng buồn. Lần sau các em chú ý học bài kỹ hơn nhé. Cô mời các em cùng cô tìm hiểu bài mới nhé. Các em chú ý trên màn hình nào. Đây là một chiếc đồng hồ phải không nào? Các em biết đồng hồ này cho chúng ta biết mấy giờ không? Trên mặt đồng hồ, kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 12, nên đồng hồ này cho ta biết 9 giờ đúng. Cô lại có thêm một chiếc đồng hồ B. Các em hãy tìm xem điểm khác biệt giữa hai chiếc đồng hồ này nào. Các em à, trên mặt đồng hồ B có ghi bằng các chữ in hoa, không giống trên mặt đồng hồ A,
ghi bằng các số tự nhiên. Vậy, các chữ được ghi trên đồng hồ B, chúng được đọc như thế nào? Chúng có giá trị ra sao? Đồng hồ B cho ta biết mấy giờ? Để giải đáp những thắc mắc trên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé! Các em mở sách trang 121. Chúng ta đi tìm hiểu hoạt động 1, làm quen với chữ số La Mã. Cô mời các em hãy thật chú ý. Trên mặt đồng hồ này, những chữ cái được viết in hoa chính là các chữ số La Mã đấy. Chúng đã ra đời cách đây rất lâu, ở thời cổ đại đấy các em. Lúc đó, chúng được sử dụng rất rộng rãi và cứ mỗi một chữ số La Mã lại có những giá trị khác nhau. Từ chiếc đồng hồ này, các em thấy có các chữ số cơ bản như sau. Chữ Y hoa ngắn đọc là 1. Chữ V hoa đọc là 5. Chữ X hoa đọc là 10. Cô mời các em đọc to lại ba chữ số La Mã này nào. Vậy, từ ba chữ số này, cô sẽ hướng dẫn các em viết và đọc tiếp các chữ số La Mã còn lại ở trên mặt đồng hồ nhé. Cô lưu ý một điều, trong chữ số La Mã thì các chữ số cơ bản như số 1, số 5, số 10 không được viết quá 3 lần trong một số. Bây giờ chúng ta cùng chú ý cô hướng dẫn nhé. Từ số 1 để có số 2, các em hãy viết 2 lần chữ Y hoa ngắn. Ta đọc là 2. Từ số 2 để viết số 3, các em hãy viết cho cô 3 lần chữ Y hoa ngắn. Đọc là 3. Thật dễ phải không nào? Vậy số 4 trong chữ số La Mã ta viết như thế nào? Các em chú ý tiếp nhé. Ta không thể viết số 4 bằng cách viết 4 lần chữ Y hoa ngắn. Vì như vậy là sai quy tắc. Các chữ số cơ bản không được viết quá 3 lần. Vậy nên số 4 ta sẽ viết như sau. Từ số 5, các em hãy viết vào bên trái một chữ Y hoa ngắn. Có nghĩa là lấy số 5 trừ đi số 1, ta sẽ có số 4 đấy các em. Ta đọc là 4. Vậy để viết số 9 thì ta làm thế nào? Các em à, từ số 10 là chữ X hoa. Các em viết vào bên trái chữ X hoa một chữ Y hoa ngắn. Có nghĩa là lấy 10 trừ 1 sẽ bằng 9. Ta đọc là 9. Vậy khi ta viết chữ Y hoa ngắn ở phía trái một số thì số đó sẽ có giá trị ít hơn một đơn vị nhé các em. Như số 4, số 9 ta vừa viết đấy. Các em chú ý tiếp nhé. Từ số 5 để viết số 6, các em sẽ làm thế nào? Ta lấy số 5 cộng thêm số 1 sẽ bằng 6 phải không nào? Số La Mã thì các em viết thêm vào bên phải số 5, tức là chữ V hoa, một chữ Y hoa ngắn. Như thế này, ta đọc là 6. Số 11 tương tự, từ số 10 là X hoa. Ta viết thêm vào bên phải một chữ Y ngắn hoa, có nghĩa là 10 cộng 1 bằng 11. Đọc là 11. Số 7, từ số 5, ta viết thêm vào bên phải chữ V hoa, 2 lần chữ Y hoa ngắn. Như thế này, đọc là 7. Số 12, từ số 10 là chữ X hoa, các em viết thêm vào bên phải hai chữ Y hoa ngắn, có nghĩa là 10 cộng 2 bằng 12, đọc là 12. Số 8, từ số 5 là chữ V hoa, các em viết thêm vào bên phải 3 lần chữ Y hoa ngắn, có nghĩa là 5 cộng 3 bằng 8, ta đọc là 8. Số được viết 2 lần chữ X hoa thì ta đọc như thế nào? X hoa là 10. 10 được viết 2 lần,
có nghĩa là 10 cộng 10 bằng 20. Vậy số này ta đọc 20. Vậy từ số 20 để viết số 21, các em chỉ cần viết thêm vào bên phải một chữ y hoa ngắn. Ta đọc là 21. Cô mời các em tự đọc lại các chữ số La Mã này một lần. Qua hoạt động này, các em lưu ý hai điểm sau đây. Một, khi viết chữ y hoa ngắn vào bên trái một số là để chỉ giá trị ít hơn một đơn vị, ví dụ như số 4, số 9. 2. Khi viết thêm số 1, 2 hay 3 vào bên phải một số là để chỉ giá trị tăng thêm 1, 2 hay 3 đơn vị như số 6, 7, 8. Các em hãy đọc lại nào. Cô mời các em cùng thực hành làm một số bài tập. Bài tập 1. Đọc các chữ số La Mã sau đây. Các em tự tập đọc nhé. Cô mời các em cùng đọc nhẩm lại với cô nào. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Các em đã đọc và nhận diện được các số La Mã. Vậy các em hãy vận dụng để xem một số đồng hồ sau qua bài tập 2 nhé. Bài 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Các em lần lượt xem các đồng hồ và ghi số giờ ra vỡ nháp nhé. Như vậy, đồng hồ A, kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12. Vậy nên, đồng hồ A chỉ 6 giờ đúng. Đồng hồ B, kim ngắn và kim dài đều chỉ số 12, nên đồng hồ B chỉ 12 giờ đúng đấy các em. Đồng hồ C, kim ngắn chỉ số 3, kim dài chỉ số 12. Vậy đồng hồ C chỉ 3 giờ đúng. Hãy kiểm tra lại xem chúng mình đã làm đúng chưa nhé? Cô chúc mừng các em có kết quả giống như cô. Ở đầu giờ, cô cho các em xem một chiếc đồng hồ. Vậy các em xem thử đồng hồ này cho ta biết mấy giờ. Các em nghĩ ra chưa nào? Các em à, kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 12. Vậy nên đồng hồ này chỉ 9 giờ đúng đấy. Cô tin nếu sau này các em bắt gặp những loại đồng hồ ghi bằng số La Mã, các em sẽ biết đọc đúng giờ. Các em à, số La Mã cũng có thể xếp thứ tự như trong số tự nhiên đấy. Vậy qua bài tập số 3, các em hãy giúp cô viết các số La Mã sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. Các em hãy viết kết quả ra vỡ nào.
Các em hãy nhìn vào màn hình và đối chiếu với kết quả của cô nhé. Trước tiên, các em đọc đúng các số La Mã trên. Các số La Mã đã cho là 2, 6, 5, 7, 4, 9, 11. Vậy, chúng được xếp thứ tự từ bé đến lớn là 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Cô chúc mừng các em có kết quả như trên. Ở bài học này, bài tập 3, câu B đã giảm tải, nên các em tự làm bài tập ở nhà nhé. Các em à, số tự nhiên đều có thể viết thành chữ số La Mã. Vậy nên hãy giúp cô viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã qua bài tập số 4 nhé. Các em hãy lấy bút chì viết kết quả lên bài tập số 4 sách giáo khoa nhé. Các em hãy dò lại đáp án cùng cô trên màn hình nhé. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12. Cô khen các em có kết quả đúng nhé. Để củng cố lại bài, cô sẽ tặng các em một trò chơi. Các em có thích không nào? Trò chơi mang tên Cọp ơi, cậu ở đâu thế? Việc của các em là tìm cho cô chú cọp bằng cách trả lời đúng một số câu hỏi mà cô đưa ra. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm chú cọp nhé! Câu 1. Số 4 được viết bằng chữ số La Mã nào sau đây? Hết giờ! Các em chọn đáp án nào? Đáp án đúng của cô là câu A. Câu 2. Thế kỷ 20 được viết bằng chữ số La Mã nào? Thời gian đã hết. Đáp án đúng là câu B. Cô chúc mừng các em. Câu số 3. Trong các chữ số La Mã sau, chữ số La Mã nào lớn nhất? Hết thời gian rồi. Đáp án đúng của cô là đáp án D. Cô chúc mừng các em đã trả lời đúng cả 3 câu hỏi và tìm ra chú cọp đáng yêu. Trò chơi vừa rồi cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Các em à, số La Mã tuy có nguồn gốc từ thời cổ đại, nhưng ngày nay số La Mã vẫn được sử dụng. Do vậy, qua bài học này, cô mong ở nhà các em hãy tự đọc và viết lại các chữ số La Mã đã học, hoàn thành các bài tập ở trong vở bài tập in sẵn, và nhớ chuẩn bị bài học sau, bài thực hành xem đồng hồ. Lời cuối cùng, cô mong các em luôn tự giác, tích cực tham gia đầy đủ các bài học trực tuyến,
luôn chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở những bài học sau nhé!